Rồi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn có thấy những cái cây dứa Nam Mỹ này đẹp không? Cây này đẹp không các bạn? Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn trồng những cái cây dứa Nam Mỹ này một cách hiệu quả để trang trí cảnh quan nha các bạn. Các bạn chắc chắn sẽ có được những cây dứa tuyệt vời như thế này và đầy màu sắc như thế này để có thể là sử dụng trang trí trong sân vườn hoặc là những cái góc nhà nhỏ nhỏ nha các bạn. Vâng. Trước đây đó, khi mà tôi làm nhà đó thì cái điều khó khăn nhất của tôi đó là khi mà trang trí những cái không gian như vậy thì nó lại là không có đủ vật tư, và khó nhất là trong cái việc mà sử dụng những cái chủng loại cây nào, bởi vì là tôi rất là bận rộn và chắc hẳn các bạn cũng vậy. Các bạn rất là bận rộn và khó khăn trong cái việc là lựa chọn những cái loại cây mà màu sắc nó vừa đẹp nè, rồi ít chăm sóc mà nó lại bền nữa, để bảo đảm về mặt thẩm mỹ và về mặt thời gian để các bạn dành thời gian cho những cái việc khác nữa, phải không các bạn? Cho nên là cây dứa Nam Mỹ này là một lựa chọn rất là tối ưu cho các bạn. Thì trước đây tôi là làm sân vườn thì tôi cũng không biết trồng cây gì. Thì trong quá trình tôi tham khảo thì tôi biết được cái loại cây này là cái loại cây rất là nhiều màu sắc. Màu sắc hiện nay nó khoảng 300 chủng loại khác nhau nha các bạn. Nhưng mà nó lại có một cái ưu điểm rất là lớn. Đó là các bạn ít phải chăm sóc nè, rồi ít phải bón phân nè, rồi các bạn là nó lại là khá thích nghi với lại cái môi trường của khí hậu ở Việt Nam mình đó các bạn. Cho nên là các bạn hoàn toàn yên tâm về cái vấn đề là khi các bạn đưa cái cây này vào sử dụng. Và một cái nữa là cây này có thể là thích hợp ở những cái vách cao, vách tường hoặc là những cái mảng cao ở trên cao đó các bạn. Bởi vì các bạn cũng có thể thấy rằng là những cây ở trên cao rất là khó xử lý, phải không các bạn? Khi mà mỗi lần mà các bạn trồng những cái cây gì đó hoặc là những cái chậu ở trên cao đó thì cái lo lắng nhất là có thể gió là nó rơi xuống cũng có thể gây nguy hiểm. Và đặc biệt nữa là khi mà chúng ta trang trí đẹp rồi hoặc là khi mà có một cái sự cố gì đó thì chúng ta là phải leo lên để mà xử lý, nó lại là rất là khó khăn, và đặc biệt với lại người khác giới, chúng ta là phụ nữ nữa, phải không các bạn? Cho nên là dưới Nam Mỹ này là một cái sự lựa chọn tối ưu cho những cái giải pháp mà ở vách dựng và ở trên cao như hiện nay là tôi đang sử dụng đó. Cho nên là nếu như các bạn muốn có được những cái cây dứa Nam Mỹ đẹp như thế này thì các bạn cần phải chuẩn bị những vật liệu sau đây. Cái thứ nhất đó là cái cây dứa là tất nhiên là phải không các bạn. Cái thứ hai nữa đó là giá thể ở đây các bạn sử dụng đó là cái vỏ dừa đó các bạn. Vỏ dừa chúng ta cắt ra từ 0 cho đến 4 cm nha các bạn. Đó, không cần thiết là phải đều một size hết, mà là chúng ta có nhiều cái size khác nhau như thế này để tạo ra cái độ thoáng của cái chất trồng ở trong này để bộ rễ nó phát triển được tốt hơn. Cái thứ ba nữa không thể thiếu đó là phân bón nha. Phân đây tôi đang sử dụng đây, các bạn có thể thấy đó là một loại phân tan chậm đêm, mà là loại phân thông minh. Khi mà cây hút dinh dưỡng thì cái hạt phân này nó mới nhả dinh dưỡng ra, cho nên hoàn toàn các bạn yên tâm. Và một cái ưu điểm rất là lớn nữa đó là cái hạt phân này nè, khoảng 3 tháng cho đến 6 tháng các bạn mới phải bón phân một lần, tùy theo chủng loại nha các bạn. Cái này nó có mấy loại khác nhau, cho nên là loại tôi đang cầm trên tay này là 3 tháng nè. Cho nên các bạn là bón phân một lần và bảo đảm dinh dưỡng cho cả cái quãng thời gian đó nha các bạn. Đó, với cách làm như sau. Đầu tiên đó là các bạn sử dụng giá thể, các bạn cho vào trong chậu như thế này. Có thể là chậu này, chậu sứ hoặc là bất kỳ một cái vật gì đó nó có thể là chứa đựng được những cái giá thể như thế này. Miễn làm sao mà các bạn là đừng để cho nước ở trong nó úng cho các bạn. Cây này là không chịu nhiều nước giống như những cái loại thực vật sống khác, mà cây này có thể là chịu hạn 3-4 ngày các bạn có thể không tưới cũng không sao, nhưng các bạn đừng có để cây nó úng là được. Nếu như cây úng á, nếu như các bạn tưới nhiều nước quá thì cây nó sẽ úng nha. Cái thứ hai đấy là các bạn cho dinh dưỡng vào, trộn đều lên với tỷ lệ là nếu như các bạn cho như tôi đang trồng đây thì các bạn chỉ cần cho một nắm như thế này thôi là đã đủ dinh dưỡng cho khoảng 3 tháng rồi nha các bạn. Vâng, đây là tôi trồng trong chậu như thế này. Hoặc còn nếu như các bạn trồng trong những cái vách dựng ở trên thì các bạn có thể sử dụng những cái cây khô rồi các bạn dùng những cái vỏ dừa khô các bạn có thể ốp vô trên cây thì cây hoàn toàn có thể sống được. Và khi các bạn chăm sóc những cái cây này thì các bạn chỉ cần tưới là một ngày cho nó một lần, hoặc là nếu như phun nước đều, bởi vì là cái giá thể này là các bạn, những cái vỏ dừa này nó chứa rất là nhiều nước, nó giữ nước.
nó giữ nước, nó no nước cho nên này. Cho nên nếu như các bạn có thể bận đó, hoặc là các bạn đi vắng, đi công tác lâu ngày, ví dụ như 2-3 ngày, các bạn cài hẹn giờ nó tưới một lần cũng không sao. Vâng, đây là thành quả của tôi đã trồng những cái cây này lên rất là đẹp không các bạn? Các bạn có thấy màu sắc của nó khác biệt không? Một cái cách làm hết sức là đơn giản nhưng mà nó lại đem lại những cái hiệu quả rất là lớn các bạn. Nếu như các bạn trồng những cái loài này thì gần như các bạn không cần phải lo lắng gì về sự phát triển của cây nữa, chỉ cần 2-3 ngày tưới cho nó một lần. Và có một lưu ý nho nhỏ nữa thôi nha các bạn, lần đầu ban đầu tôi trồng nó cũng không hiệu quả, đó là tôi để những cái cây này ánh sáng ở ngoài trời 100%, cho nên là cái màu sắc của nó ban đầu là nó đậm nhưng mà dần dần cây nó không chịu được và nó sẽ bị hơi bị kéo lá lại nha các bạn. Cho nên cái cách tốt nhất mà các bạn trồng những cái loại cây này có thể là ở trong bóng râm với độ chiếu sáng khoảng 50%, hoặc là có thể là che phủ bởi những cái tán cây lớn, các bạn có thể là ốp vô những cái cây lớn cũng vẫn được, hoặc là các bạn có thể là ở trong những ánh sáng gián tiếp không trực tiếp, ví dụ như ở trong mái hiên, tất cả ở những cái không gian đó đều phù hợp với lại cái cây này. Dễ quá phải không các bạn? Cho nên là với cái cách làm này các bạn chắc chắn sẽ có được những cái vườn thực vật, những cái cây thực vật này, và đặc biệt hơn nữa nếu như cái cây này nó sinh sản ra như thế này các bạn, bắt đầu sinh sản ra những cái cây con này, một cảm giác nữa là thật tuyệt vời phải không các bạn? Chắc chắn các bạn sẽ có được một khu vườn không xa nếu như áp dụng những cái hướng dẫn này của tôi vào. Vâng, và với cái cách làm này nếu các bạn mà cảm thấy nó hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ nó cho mọi người để mọi người cùng có những cái kiến thức này, để cùng có được những cái khu vườn đẹp hơn. Và các bạn đừng quên đăng ký nó hôm nay để ngày mai tôi phát sóng lên thì các bạn có thể cập nhật được thông tin mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có được một khu vườn như ý nha. Xin chào.